Kinh nghiệm du lịch Đại Lải từ A đến Z. Ve kêu, phượng nở báo hiệu hè đã về, cũng là lúc người người, nhà nhà lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình. Nếu bạn thích khám phá thiên nhiên và trải nghiệm cảm giác bình yên khi rời xa phố thị, hãy tranh thủ lên lịch đến Hồ Đại Lải ngay thôi. Để giúp các bạn có sự lựa chọn tốt nhất, video này mình chia sẻ kinh nghiệm du lịch tại Hồ Đại Lải, tất tần tật từ A đến Z cho các bạn cùng tham khảo nhé. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về địa danh này nhé. Hồ Đại Lải nằm ở xã Ngọc Thanh, phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, là một hồ nhân tạo lớn ở nước ta. Khi mới xây dựng, hồ vừa dùng để sản xuất nông nghiệp, vừa là nơi xả lũ cho toàn tỉnh Vĩnh Phúc. Sau này, do có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, nên hồ được đưa vào khai thác dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng. Hồ có diện tích 525 ha, được bao quanh bởi một rừng cây rộng lớn. Đến với Đại Lải, ngoài việc thư giãn, các bạn có thể tổ chức các hoạt động thể thao như bơi lội, chèo thuyền và các hoạt động bouldering khác. Là người thích mạo hiểm, bạn có thể tổ chức thêm các chuyến phượt khám phá đỉnh Thằn Lằn hoặc vượt đèo Nhe sang Thái Nguyên. Còn các bạn chỉ nghỉ tại Đại Lải Resort, các bạn có thể đi bất cứ lúc nào rảnh rỗi, vì khu du lịch này chỉ cách Hà Nội khoảng 45 km, di chuyển bằng ô tô mất khoảng 1 giờ 7 phút. Nếu bạn muốn trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Flamingo Đại Lải, một khu nghỉ dưỡng cao cấp có giá phòng khá cao, dao động từ 3.500.000 đồng đến 6.500.000 đồng qua đêm. Thuê trọn gói một resort giá dao động từ 9 triệu đến 10 triệu đồng. Nếu các bạn đến đây vào các ngày trong tuần, thì giá phòng thấp hơn nhiều so với cuối tuần, không lo bị cháy phòng. Có nhiều bạn đặt câu hỏi là chi phí tham quan Hồ Đại Lải có đắt không? Câu trả lời là Hồ Đại Lải không thu vé tham quan. Trừ khi các bạn vào tham quan Flamingo, thì vé cho mỗi người là 350.000 Việt Nam đồng một người, trẻ em từ 5 đến 12 tuổi cao 1m40 trở xuống là 23.000 Việt Nam đồng một người. Khi vào trong đó các bạn dùng dịch vụ Lào thì mất tiền dịch vụ đó nhé. Tuy nhiên, nếu du khách muốn đi tàu đến Vinpearl, giá vé sẽ là 100.000 Việt Nam đồng lượt trên người. Phí tham quan trong khu resort này 100.000 Việt Nam đồng lượt trên người. Đặc biệt tại Flamingo Đại Lải Resort còn có gói dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng riêng. Nếu không có ô tô riêng hoặc không muốn đi một mình quá xa, bạn lựa chọn tuyến xe buýt từ Hà Nội và xe nội tỉnh Vĩnh Phúc để đến Đại Lải. Theo kinh nghiệm du lịch Đại Lải tự túc, từ Hà Nội bạn bắt xe 58 đến đường Nguyễn Trãi tại Phú Yên, sau đó đổi sang xe 08 Vĩnh Phúc đến Đại Lải. Là khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng nhất ở Đại Lải, Flamingo Đại Lải Resort là sự kết hợp tao nhã giữa tầm nhìn tuyệt đẹp và không khí trong lành. Tại đây có đầy đủ các dịch vụ, giúp bạn có thể tận hưởng không gian xanh và mang đến cảm giác thư giãn tuyệt vời nhất. Ngoài bể bơi 4 mùa rộng 1.000 m² sang trọng, bạn còn có thể khám phá khuôn viên Đại Lải Resort. Đặc biệt nhất là rừng thông bạt ngàn và những công trình kiến trúc đáng tự hào khác. Như một tuyệt tác đầy cảm xúc, Paradise Resort có hàng loạt tiện ích sang trọng và tinh tế như khách sạn cao cấp, biệt thự ven hồ, nhà vườn và căn hộ nghỉ dưỡng. Ngoài ra xung quanh Hồ Đại Lải có rất nhiều nhà nghỉ và khách sạn, bình dân, bạn có thể lựa chọn theo yêu cầu cá nhân của mình. Về đêm khí hậu mát mẻ nên nếu có đủ đồ đạc, bạn có thể dựng lều ở không gian thoáng đãng quanh hồ. Sự kiện này thích hợp nhất cho các nhóm bạn trẻ, tổ chức lửa trại, ăn uống trong khuôn viên. Ở Đại Lải chơi gì ư? Rất đơn giản, tại Hồ Đại Lải có nhiều bãi tắm nhỏ, nơi bạn có thể ngâm mình trong làn nước hồ mát lạnh. Trải nghiệm này sẽ khiến bạn quên đi mọi mệt mỏi trong cái nóng nực của ngày hè oi bức. Ngoài ra, nếu ở trong khu Flamingo Đại Lải, bạn có thể trải nghiệm bể bơi 4 mùa sang trọng. Trong không gian thiên nhiên rộng lớn, bạn sẽ thoải mái tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, như đạp vịt, bơi xuồng hay chèo thuyền quanh hồ. Các hoạt động khác như đạp xe, câu cá cũng thu hút nhiều người yêu thích. Những ai thích cảnh đẹp của hồ có thể thuê thuyền đi một vòng quanh hồ, ngắm cảnh và lướt trên những con sóng. Ngoài những địa điểm mình nêu ở trên, còn có một địa điểm thu hút khách du lịch cũng không kém. Đó là đảo Ngọc hay còn gọi là đảo Chim, chắc chắn là một điểm đến thú vị không thể bỏ qua khi đến Hồ Đại Lải. Để sang đảo Ngọc bạn phải mua vé tàu 100.000 Việt Nam đồng cộng với vé tham quan 100.000 Việt Nam đồng một người. Trải nghiệm này sẽ giúp bạn gần gũi hơn với thiên nhiên và có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp. Nằm giữa Hồ Đại Lải, đảo có hệ sinh thái đa dạng và là nơi cư trú của nhiều loài chim đẹp. Trên đảo cũng có nhà nghỉ, resort giá dao động từ 1.200.000 Việt Nam đồng đến 2 triệu Việt Nam đồng qua đêm, thuê lều trại 350 Việt Nam đồng, tắm trên đảo Ngọc 30.000 một người. Ở Đại Lải có các món đặc sản gì nhỉ? Đến với khu du lịch này, du khách sẽ có cơ hội nếm thử nhiều món đặc sản thơm ngon, hấp dẫn của Vĩnh Phúc. Đặc biệt, món được nhiều người yêu thích nhất khi đi du lịch Đại Lải là món thịt trâu gác bếp. Bạn cũng có thể thưởng thức các món ăn từ cá chép hoặc chả trai được đánh bắt từ hồ lên. Ngoài ra còn có món rau rừng đặc sản là ngọn su su, ăn kèm món cơm lam, nộm ngó cần, gà nướng. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị đồ trước ở nhà và tổ chức tiệc nướng ngoài trời cực kỳ lãng mạn và thú vị. Kính mời quý vị đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo của video mới nhất. Quý vị hãy để bình luận phía dưới video để tôi có thể cải thiện chất lượng video tiếp theo. Xin cảm ơn, kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an.